Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Mẹo Vặt và Thủ Thuật. Thì theo yêu cầu một số bạn, thì hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cách làm karaoke tự viết chữ trên điện thoại một cách nhanh nhất và đẹp nhất. Thì chúng ta cũng làm trên ứng dụng KineMaster. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Chúng ta vào KineMaster và ta sẽ chọn những cái video, những cái ảnh mà chúng ta muốn ghép vào. Thì ở đây mình đã chọn sẵn để tránh mất thời gian các bạn, mình đã chọn sẵn rồi. Đấy. Thì đây là cái video gốc của mình mà mình sẽ viết chữ lên cái này. Đó. Đấy, ví dụ như này. Thì như cái video lần trước mình đã hướng dẫn là cách xóa cái phông nền của các cái video, nó chỉ có một phông nền màu thì rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn dễ hình dung, dễ hiểu này. Trước tiên là ta sẽ lên YouTube Tubi Mate đó, chúng ta sẽ tải các cái bản karaoke đó về và chúng ta sẽ tách cái phông nền chữ, phông nền và giữ lại chữ. Thì đây mình đã tải sẵn, mình sẽ hướng dẫn các bạn lại vào lớp này, đang không tiện này. Và ta sẽ chọn đến cái video chúng ta muốn tách. Thì đây ví dụ một cái phông nền rất là đơn giản, nó đã có sẵn màu xanh này rồi. Thì bây giờ ta chỉ cần tách màu xanh này đi là chúng ta có cái bài này, karaoke buồn làm chị em ơi. Bằng cách ta ấn vào phím chống ma biểu tượng hình người đây, đó, ấn vào và cho phép ta bật lên. Tại vì nó đã tự động nó chọn cho cái màu xanh ta muốn tách rồi. Đó, ok, đó như vậy là đã có cái chữ, chả cần viết, rất là đơn giản, rất là nhanh. Đó, rất là nhanh. Mà ta lưu lại là xong một bản karaoke chưa đến 1 phút là ta sẽ làm được một bản karaoke này. Thế còn nếu như cái video mà nó không phải có một màu như này, nó là một cái video hình động thì chúng ta không thể xóa như này được, bắt buộc chúng ta phải viết chữ. Thì để mà viết chữ thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì trước tiên chúng ta sẽ chọn một cái video hay cái gì để chúng ta căn nhé. Chúng ta đặt đặt sẵn nét này. Đây mình lấy luôn cái bản karaoke buồn làm chi em ơi này để mình căn, mình đặt đây. Mục đích đặt đây để làm gì thì một lát nữa mình sẽ nói cho các bạn rồi, và mình sẽ tắt tiếng của cái video này đi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một bài karaoke mà mình muốn viết chữ. Đây thì mình sẽ vào đa phương tiện, vào lớp này và đa phương tiện. Cái này mình đã tải sẵn rồi nhá các bạn muốn làm bài nào thì chúng ta tải về. Đây thì ví dụ mình làm một cái bài bài này là bài qua cơn mê. Thì đây nó là cái video có rất nhiều hình động này, chúng ta không thể xóa được, không thể xóa theo cái cách như vậy được vì nó có rất nhiều màu. Thì bây giờ bắt buộc ta phải viết chữ đó. Bây giờ để viết chữ thì chúng ta sẽ đặt nguyên cái video gốc này như thế này, và ta sẽ đặt này, chúng ta lưu ý này, đặt đúng cái mép như này đó, đặt như này để chúng ta viết chữ nó không bị lệch. Ví dụ đây, ví dụ cái hàng bên trên này ta đặt đúng cái mép này đó. Và tiếp theo hàng bên dưới ta đặt đúng cái mép dưới này để tránh tình trạng các bạn viết chữ đằng trước ở điểm này chứ đằng sau lại lệch lên một chút, chứ đằng sau nữa lại tụt xuống một chút, cho nên là rất là khó coi. Thì chúng ta sẽ căn đặt như này. Khi chúng ta viết chữ ta đặt đúng cái mép này cho nó thẳng hàng nhau. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết chữ. Bây giờ ta kéo này, ta dùng tay ta kéo kéo ra. Rồi bây giờ khi cái chữ màu trắng này xuất hiện, một mai qua cơn mê thì ta cũng bắt đầu viết chữ này. Ok, ta bắt đầu viết chữ, ấn vào lớp này và ấn vào văn bản chữ T đây. Một mai qua cơn mê. Ok. Và cái chữ của video gốc này nó đã là màu trắng rồi. Thì chúng ta cũng chọn luôn cái màu trắng. Thì đây nó sẵn màu trắng, ta không cần đổi màu nữa. Và ta chọn đến hai chữ A này. Ấn vào để ta sẽ chọn cái kiểu chữ. Kiểu chữ mà chúng ta ưa thích thì đây nó có rất nhiều kiểu chữ. Thì chúng ta sẽ chọn một cái kiểu nào đó nó rõ nét một chút cho nó dễ nhìn. Từ đây ví dụ mình chọn cái kiểu chữ này. Nếu chúng ta đã chọn kiểu chữ này thì tất cả các cái chữ đằng sau chúng ta cũng chọn cái này để cho nó đồng nhất một kiểu chữ thì nhìn video nó mới đẹp được. Ta ấn vào đây. Đó, ok. Rồi ta sẽ đặt đúng cái mép bên trên này nhé, mà ta cắt kéo ra. Một mai qua cơn mê, một mai qua cơn mê đó, ta kéo ra. Rồi ok, xong. Bây giờ ta sẽ dùng tay ta kéo, dùng tay ta sẽ di di cái này. Đó, bây giờ cái chữ chúng ta lựa nhìn để ý này, cái màu xanh nó phủ chữ một kia, bắt đầu nó bắt đầu này. Chúng ta lưu ý này. Bắt đầu nó xuất hiện đó, này là ta đã phải đặt, chúng ta lưu ý nó đang ở 24.44 giây này đó. Thì bây giờ ta sẽ ấn vào dấu ba chấm này, ấn vào và ta sao đúp. Sao đúp có nghĩa là nó sẽ có hai cái chữ giống hệt nhau chồng lên nhau đó. Thì bây giờ ta sẽ chọn một cái chữ, nó sẽ có hai chữ đây, nó có hai dòng đây, qua cơn mê giống hệt nhau. Thì bây giờ ta sẽ chọn
Chúng ta lưu ý là không không cần chọn chữ bên trên trên bên dưới, chúng ta chọn bất kỳ một chữ nào cũng được, trên cũng được, dưới cũng được. Rồi, mình sẽ chọn chữ bên dưới đi. Và ta cắt, ấn vào cái kéo này, ta cắt cắt phần đầu đi. Lưu ý là cắt bỏ phần đầu đi nhé. Cắt bỏ phần đầu đi xong. Và ta sẽ chuyển cái chữ chữ vừa cắt này, chữ ngắn này sang cái màu màu đúng cái màu xanh của cái video gốc này. Thì để mà chuyển sang thì chúng ta ấn vào cái hình tròn màu trắng này. Rồi. Thì đây nó sẽ giống giống cái màu xanh như này, ta ấn vào đây. Ok. Đó, ví dụ như thế. Rồi tiếp theo ta ấn vào cái hình tròn bên trái này, đây chỗ mình đang đánh dấu mũi tên đỏ đỏ này. Ấn vào và ta kéo lên. Ta sẽ cho nó xóa bên phải. Xóa bên phải rồi, ok. Xóa bên phải. Một mai qua cơn mê này. Cái chữ này nó chạy rất là nhanh. Thì bây giờ mình sẽ phải phải kéo dài cái chữ chữ này ra nhá. Màu xanh này nó ngắn thế này thì nó không có cái độ kéo dài được, ta phải kéo nó ra như này. Độ trễ. Thì đây bây giờ tiếp theo này. Ta sẽ ấn vào cái hình tròn này lại. Đấy bây giờ nó đã có lên đến 1,5. Ok. Mình xem nó chuẩn chưa. Nó vẫn còn hơi 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 chậm. À nó còn hơi nhanh. Rồi mình sẽ kéo dài ra một chút nữa. Rồi, mình lại chỉnh lại cho nó lên 2 2.5 đi. Chúng ta lưu ý là căn làm sao cho nó khớp với nhạc. Đó, như vậy là cũng tương đối rồi. Cho thêm chút nữa là được. Thích luôn. Tiếp theo này, chúng ta lại lấy tay chúng ta ghi này, để chữ màu trắng, chữ xa cuộc đời bành bồng kia bắt đầu xuất hiện. Chúng ta lưu ý này, nó đang mờ mờ như này rồi là chúng ta đã phải viết rồi, xa cuộc đời bành bồng. Rồi chúng ta viết xa cuộc đời bành bồng. Ta cũng lại chọn cái kiểu chữ lúc nãy và ta căn đúng cái mép chữ màu xanh bên dưới này nhá, màu xanh bên dưới này. Đó, căn đúng cái màu xanh này và ta kéo ra đây, ra cuộc đời mình bồng. Lưu ý là cái cỡ kích cỡ chữ này chúng ta chọn làm sao chữ nó phải giống bằng bằng nhau, chứ đừng chữ bên trên to chữ bên dưới nhỏ là nó rất là khó coi. Xa cuộc đời mình bồng, bây giờ ta lại lấy tay ta ghi này ra để ta xem cái màu xanh bao giờ nó xuất hiện. Rồi. Đó, bắt đầu xuất hiện như này này, kéo lại đó như tầm này 27.37. Rồi ok, xa cuộc đời mình bồng ta lại ấn vào đây và ta lại sao đúp nó lại có hai chữ giống hệt nhau đè lên nhau, và ta sẽ chọn một chữ bên trên được, chữ bên dưới cũng được. Ta cắt cắt bỏ đầu đi, đây cắt sang trái của đầu phát, đây cắt đầu đi. Tiếp theo ta lại chọn cái chữ này sang màu xanh, cái chữ vừa cắt chữ ngắn ngắn này sang màu xanh, rồi sang màu xanh và ta lại cho nó xóa bên phải, xóa bên phải. Đó, ok. Thì đây cái rất nhiều người đã thắc mắc cái vấn đề này, tại sao xóa bên phải rồi mà nó vẫn vẫn không thấy được nó là của đường đồng, tại sao xóa bên phải màu xanh rồi mà nó vẫn là màu trắng. Thì tại vì cái chữ màu xanh nó đang nằm dưới cái chữ màu trắng này, bị chữ màu trắng này nó phủ lên, thì bắt buộc ta phải cho cái chữ màu xanh này lên trên cùng bằng cách ta ấn vào cái chữ vừa cắt này và ta ấn tiếp vào cái dấu ba chấm này. Đây chúng ta nhìn thấy chữ chuyển lên trên cùng chưa, ta ấn lên nó đã lên màu xanh rồi. Ok. Bây giờ ta lại căn làm sao cho nó cái tốc độ chạy của nó khớp với nhạc, khớp với nhạc nó là khớp với cái chữ bên trên này là được. Rồi ta xem nó vẫn hơi nhanh một chút. Rồi đó, như vậy là tương đối không. Ok, anh lại về bên em rồi. Ok, anh lại về bên em. Bây giờ lưu ý này, chúng ta lưu ý nha, anh lại về bên em bao giờ nó xuất hiện. Đó thì bây giờ tại vì cái chữ chữ qua cơn mê này nó vẫn nằm trên này, nó chưa xóa mất, thì ta bắt buộc ta phải cắt đi, đến đoạn này ta cắt đi, cắt đi đi rồi xong nó vẫn còn màu xanh này. Rồi ta lại cắt đi đi. Rồi bây giờ ta viết tiếp chữ sau cuộc đời anh lại về bên em, tức căn làm sao cái chữ màu trắng bắt đầu xuất hiện. Đó, ta lại viết anh lại về bên em. Và ta lại chọn cái chữ lúc nãy. Kéo đây. Anh lại về bên em. Rồi và ta lại xem nó bắt đầu cái chữ xanh đến đâu. Phủ xanh nó bắt đầu. Đây, đúng tầm này nhá. Ta lưu ý này. 30.33 đó, lưu ý đúng cái chỗ này. Rồi ta ấn vào. Ta lại sao đúp, sao đúp. Và ta giữ nguyên này không được dịch chuyển nhá. Nó nằm ở chỗ 30.33 này.
không được di chuyển. Ta sẽ ấn một chữ trên được, chữ dưới được, và ta cắt lại, cắt đầu. Rồi tiếp theo ta lại chuyển cái chữ chữ ngắn nhé. Lưu ý chữ vừa cắt sang cái màu lúc nãy, màu xanh, và ta lại cho nó xóa bên phải mà điều chỉnh tốc độ. Rồi nó hơi nhanh. Tiếp theo đến đây, ngày đó mưa không còn nên đường dài thật dài. Ta viết ngày gió mưa không còn, ngày gió mưa không còn. Tiếp theo ta lại chọn kiểu chữ, viết này nó lâu hơn một chút, nhưng mà gặp cái video mà chúng ta không thể xóa như vậy, bắt buộc chúng ta phải phải viết như này. Đó, ok. Ngày gió mưa không còn. Ta lại kéo thêm chữ xanh, bao giờ nó xuất hiện. Đó, tầm này. Ta cũng lại sao đúp. Ấn ba chấm này sao đúp. Và lại cắt một một chữ đi. Cắt đít đi. Cắt đầu đi. Rồi, ta lại chuyển sang màu xanh. Và lại cho xóa bên phải. Cứ như vậy thôi. Đó, cái chữ này nó lại đang nằm bên dưới rồi này. Nó đang nằm bên dưới rồi. Ta lại phải chuyển nó lên. Nếu chúng ta mà chuyển đúng, cắt đúng cái chữ thì không cần chuyển. Thì đây không còn này, tốc độ ta lưu ý là sao nó căn đúng nhịp, cách nhạc, nhịp nhạc nhé. Rồi. Tiếp theo nên đường dài thật dài. Nên đường dài thật dài, nên đường dài thật dài. Ta cũng viết tiếp, chúng ta cứ viết từng chữ từng hàng một cho nó tự nhập. Lại chọn vào cái kiểu chữ rồi, nên đường dài thật dài, ta đặt đây. Tiếp theo đây ta sẽ nhìn cái màu xanh này bắt đầu xuất hiện. Đây tầm này. Tầm này sao đúp. Và ta cắt. Cắt một chữ đi. Rồi ta kéo lên. Bây giờ ta kéo lên này. Cái chữ cắt này. Nên đường này thì dài, nó nằm ngay đây này. Giờ ta lại chuyển sang màu xanh. Ví dụ nó là nữ hát song ca, ta sẽ chuyển sang màu màu đỏ chẳng hạn. Rồi ta lại xóa bên phải. Cái chữ này nó lại nằm bên dưới này. Thì chúng ta phải biết được cái phần này nhé, lưu ý cái phần này phải chuyển lên trên cùng. Rất nhiều bạn là và tại sao sao đúp rồi chuyển sang màu rồi rồi và cho chạy rồi mà không thấy chữ nó đâu, tại vì nó vẫn nằm bên dưới cái chữ màu trắng cho nên chúng ta không thể nhìn thấy được. Đó, chữ này chạy hơi nhanh, bắt buộc ta phải cho nó chậm lại. Đó, ok. Nên đường dài thật dài. Đang mặc tình đang chơi. Ta mặc tình đang chơi. Thì khi chỗ ngày gió mưa không còn này nó. Ngày gió mưa không còn đến đây ta phải cắt này. Ta phải cắt bỏ đít đi. Tại vì tránh tình trạng chữ trước nó chồng lên chữ sau. Cắt bỏ đít đi. Rồi, ta mặc tình đang chơi ta viết tiếp. Đấy, ta viết tiếp ta mặc tình trong chơi. Ta lại đặt đây. Và cứ như vậy thôi, ta sẽ cứ chọn bao giờ viết làm sao cho hết lời một bài hát. Cũng hơi lâu một chút.
Đó, bắt đầu này. Ta mặc định đang chơi, ta lại sao đúp và ta cắt cắt bỏ đi, cắt bỏ đầu. Rồi ta mặc định đang chơi lại chuyển sang màu xanh và cho nó xóa bên phải. Cứ như vậy, khi chúng ta viết hết một lời, một cái bài hát là chúng ta sẽ hoàn thành được một cái bản karaoke. Nó hơi mất thời gian một chút nhưng chúng ta phải kiên trì như này. Đó, ta mặc định trong chơi nó chạy hơi nhanh. Ok, thì bây giờ mình chỉ làm đến đây thôi cho các bạn biết như vậy thôi. Bây giờ ta sẽ xóa cái này đi nhé, ta sẽ lấy luôn cái bản bản beat của cái nhạc này. Rồi bây giờ để làm sao nó vẫn còn giữ lại được nhạc thì chúng ta chỉ cần cần kéo xuống đây. Đây chúng ta này, dùng tay chúng ta kéo vất xuống đây, vất hẳn xuống dưới này. Đây chúng ta kéo đó, nó vẫn giữ lại nhạc. Thế còn cái xanh này thì chúng ta xóa đi cũng được, tại vì chúng ta chỉ để căn thôi. Xóa đi. Đấy thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là nó video thì cái đoạn đầu này ta có thể viết viết chữ này đây là cái bản karaoke tên gì, beat của ai sáng tác, ví dụ như là có tên của mình chúng ta viết ở đây đó. Rồi cái chữ xa cuộc đời bành bồng này, màu trắng này ta sẽ kéo dài ra đây một chút nhé, tại vì hai chữ này nó xuất hiện bằng nhau. Rồi ok, rất là nhanh, đơn giản, rất là khớp. Tình dòng chơi. Thì chúng ta viết cứ viết như vậy, khi hết một bài hát là chúng ta đã hoàn thành một cái bản karaoke. Cách viết thì chúng ta cứ làm như vậy. Khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ ấn vào cái biểu tượng này, biểu tượng hai video này chia sẻ đây và ta lưu lại. Lưu lại thì cái bản KineMaster Pro nó có các cái độ phân giải rất là cao, 4K QHD hoặc Full HD. Thì bình thường mình chỉ cần chọn Full HD là video rất là nét rồi. Tiếp theo ta ấn Export này, và nó sẽ lưu lại. Đó. Và lưu lại chúng ta sẽ xem trong bộ sưu tập ta là sẽ có video. Đó. Đây, video hướng dẫn cách viết chữ karaoke trên điện thoại bằng ứng dụng KineMaster của mình đến đây hết. Xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.